Dạ vâng ạ, xin chào tất cả mọi người. Vùng kín có mùi hôi hay là mùi khó chịu sẽ khiến cho chị em phụ nữ chúng ta mất đi sự tự tin khi gần gũi với chồng hay là với người yêu của mình. Mùi hôi nó không chỉ đơn giản là sự cố, mà còn là một vấn đề rất là khó nói đúng không ạ? Nó cũng chính là một trong những nguyên nhân gây ra một số bệnh lý phụ khoa nguy hiểm, ví dụ như là viêm âm đạo hay là nấm. Để chấm dứt đi tình trạng đó, nhiều chị em đã tìm kiếm cho mình rất là nhiều giải pháp khác nhau. Và một trong những thần dược cứu tinh cho vùng kín mà không thể không kể tới, đó chính là nước hoa vùng kín Dianel của Hàn Quốc. Nhưng để mua được hàng chính hãng dùng thì cũng rất là khó, bởi vì hiện tại trên thị trường có quá nhiều nơi bán hàng giả và hàng nhái. Chính vì thế nên trong video ngày hôm nay, em Hoa sẽ đi phân tích cụ thể cho mọi người về cách phân biệt nước hoa Dianel thật và cách phân biệt nước hoa Dianel giả. Không chỉ với riêng em mà với tất cả chị em phụ nữ, vùng kín là một bộ phận cực kỳ quan trọng và nhạy cảm. Cho nên là tất cả những cái sản phẩm liên quan đến nó đều phải đúng hàng chính hãng. Với em Hoa, khi lựa chọn một sản phẩm để dùng thì em quan tâm nhất đến những tiêu chuẩn như sau. Đầu tiên chính là về thương hiệu của sản phẩm. Thương hiệu chính là tiêu chí hàng đầu đánh giá về chất lượng của sản phẩm đó. Bởi vì những thương hiệu nổi tiếng thì họ luôn quan tâm về giá trị của sản phẩm đó, nó mang đến cho người dùng như thế nào. Như với dòng Dianel này thì nó không còn quá xa lạ đối với mọi người nữa. Dianel là do công ty dược phẩm Dianel của Hàn Quốc sản xuất. Đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng ở thị trường châu Á, trong đó có cả Việt Nam. Hiện tại, so với các hãng nước hoa vùng kín khác thì nó chiếm tỷ lệ người dùng cao nhất. Về thương hiệu của Dianel thì chị em phụ nữ hoàn toàn có thể đặt niềm tin tuyệt đối luôn ạ. Về thành phần của sản phẩm Dianel thì như thế nào ạ? Nó có an toàn hay không? Đây chính là mối quan tâm lớn của mọi người đúng không ạ? Sau đây, em Hoa xin trả lời luôn, đó là thành phần của Dianel có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên, ví dụ như là tinh dầu cây anh thảo, tinh dầu cây hoa hắc hương. Nghe xong bảng thành phần này thì em Hoa nghĩ là chắc chắn là chị em có thể hoàn toàn an tâm được rồi. Vậy thì công dụng của Dianel là gì ạ? Thứ nhất, đó chính là khả năng chống oxy hóa, nó giúp cho vùng kín được giảm thâm và hồng hào hơn. Thứ hai, đó là khả năng kháng viêm, nó giúp hạn chế đi sự tấn công của các loại vi khuẩn xâm nhập đến vùng kín, tức là giảm đi tình trạng viêm nhiễm. Thứ ba, nó giúp cho vùng kín của chị em phụ nữ luôn khô ráo sạch sẽ, loại bỏ đi mùi hôi của khế hư, mang đến cho chị em mùi hương nhẹ nhàng, quyến rũ mỗi khi tiếp xúc với người yêu hay là chồng của mình. Thứ tư, đó là các chị không còn phải lo lắng trong những ngày bị đèn đỏ bởi vì là vùng kín có mùi hôi, mùi tanh, rồi mất tự tin không được diện váy ngắn. Bởi vì nước hoa vùng kín nó có thể khử đi mùi tanh của máu luôn ạ. Nước hoa vùng kín sinh ra không chỉ sử dụng mình ở vùng kín đâu ạ, mà có thể sử dụng thay nước hoa bình thường luôn ạ. Về cách dùng thì hàng ngày các chị có thể sử dụng 1 đến 2 giọt vào quần lót hay là băng vệ sinh thì hương thơm sẽ lưu trên đó cả ngày luôn ạ. Hoặc là nếu như mà các chị muốn sử dụng trên người hay là ở dưới chân thì có thể dò trực tiếp vào cái vị trí mình muốn sử dụng ạ. Vấn đề quan trọng nhất mà cũng chính là lý do để em Hoa làm video ngày hôm nay, đó chính là làm sao để mua được hàng chính hãng để dùng, làm sao để có thể phân biệt được hàng thật và hàng giả. Vì thực tế là nước hoa hàng chuẩn và hàng nhái khác nhau rất là nhiều, nhưng mà nhiều chị chưa được dùng cho nên là cũng khó để nhận biết hàng thật và hàng giả khác nhau như thế nào. Sau đây, em Hoa sẽ đi phân tích cụ thể về vỏ bên ngoài của Dianel. Về thiết kế bên ngoài thôi thì cũng đủ để phân biệt được hàng thật với hàng giả rồi ạ. Đầu tiên chính là ta đi soi về con dấu của hãng. Về con dấu của hãng với hàng thật ý thì có đề sản xuất năm 2006 và nó là con dấu 4 chiều. Các chị nghiêng qua bên trái một chút thì sẽ thấy là hai hình bông hoa phát sáng lên. Nghiêng xuống dưới thì sẽ thấy dòng chữ chứng nhận bản quyền Kathy Caton. Đó là mẫu chuẩn. Về mẫu chuẩn ý sẽ thấy là ba đường ngang được dập nổi lên, sờ vào thì thấy gợn hẳn lên. Đường in thì màu vàng sắc nét chứ không bị mờ nhạt hay là bị nhòe mực in. Và với logo của hãng thì cũng được dập nổi luôn ạ. Em Hoa sẽ nghiêng cụ thể cho mọi người nhìn rõ. Nhìn vào cũng thấy chứ không cần sờ đâu ạ. Tất cả các chữ in trên sản phẩm đều rất là rõ ràng. Chữ nhỏ nhưng mà in rất là sắc nét, không bị nhem màu, không bị nhòe màu, không bị đứt nét. Vỏ hộp thì rất là dày, cứng và sáng bóng luôn ạ. Còn đây là mẫu hàng giả thì mọi người nhìn kỹ giúp em. Vỏ hộp rất là mỏng, không dày dặn và sáng bóng như hàng chuẩn. Các nét chữ in trên vỏ hộp thì bị nhem màu hay bị nhòe màu. Logo sờ vào thì không có độ gợn. Thật ra nhìn vẻ bề ngoài như thế này thì mọi người cũng có thể phân biệt được hàng thật và hàng giả rồi ạ. Còn với bên trong của sản phẩm như thế nào, sau đây em Hoa sẽ bóc ra cho mọi người xem thực tế luôn ạ. Đầu tiên đó là nhãn mác rất là sáng bóng. Chữ in thì cực nét cực đẹp, không bị lem nhòe.
Với hàng chuẩn thì chưa kịp mở nắp ra đã có mùi thơm bay ra rồi ạ. Đây chính là mã của lô hàng, còn đây chính là hạn sử dụng của sản phẩm. Tinh chất rất là thơm và nhìn rất là đậm đặc. Bình thường với em hoa thì em chỉ cần dò một giọt ra tay thôi. Em thấy là mùi hương nó lưu trên đó cả ngày, dù em có rửa bằng xà bông không thể bay hết mùi được. Điều này không phải là em nói quá, nhưng mà ai dùng hàng chuẩn rồi sẽ thấy em Hoa nói rất là đúng ạ. Còn đối với hàng giả thì sẽ không có mã lô hàng và không có in hạn sử dụng đâu ạ. Đối với hàng giả thì em Hoa đổ rất là nhiều ra tay, em chỉ cảm nhận thấy có một chút mùi thơm hắc. Thế nhưng mà tầm khoảng 15 phút sau là nó đã bay hết mùi đi rồi ạ. Đó là em còn chưa nói đến tác hại của nó đối với hùng kín, bởi vì thực sự bản thân em Hoa cũng không biết thành phần của nó là cái gì nữa. Hiện nay thì hàng giả đang bán trên thị trường rất là nhiều, với giá thành vô cùng rẻ, từ 100 cho đến 200 nghìn. Nhiều chị mà ham rẻ thì rất là dễ bị lừa luôn ạ. Vì thực tế hàng chuẩn thì không bao giờ có giá rẻ như thế đâu ạ. Dạ vâng, vừa rồi thì em Hoa đã chia sẻ cho mọi người về cách phân biệt nước hoa DNL thật và nước hoa DNL giả. Em Hoa hy vọng sau video này, các chị sẽ lựa chọn cho mình được dòng nước hoa chính hãng để có thể chăm sóc cho vùng kín của mình. Nếu như các chị cần tư vấn về sản phẩm hay có nhu cầu mua nước hoa vùng kín DNL hay là mua những sản phẩm chăm sóc da khác thì có thể liên hệ bên em Hoa qua số điện thoại 0985 22 9900. Hàng của bên em Hoa đăng video như thế nào thì bên em Hoa bán như vậy. Và bản thân em Hoa cũng đang sử dụng cái sản phẩm này luôn ạ. Dạ vâng, đến với bên em Hoa thì mọi người sẽ mua được hàng chính hãng với giá thành vô cùng hợp lý luôn ạ. Em xin cảm ơn tất cả mọi người vì mọi người đã luôn yêu quý và luôn ủng hộ em.